Theo trang tin Hua từ Hàn Quốc, Samsung đã sẵn sàng để thả bom tấn Note 5 sớm hơn rất nhiều, đó là vào cuối tháng 7 năm nay. Theo nguồn tin, Galaxy Note 5 đang được phát triển rất nhanh và Samsung muốn phủ đầu sự kiện ra mắt iPhone 6S và 6S Plus của Apple. Thực tế, đây là lần đầu tiên hãng cố gắng áp dụng chiến lược ra mắt càng sớm càng tốt của dòng S lên dòng Note, bởi iPhone 6 Plus đang có doanh số rất tốt, là đối thủ lớn của dòng Note muốn giữ vị trí số 1 và phân khúc phablet trong thời gian qua. Nhiều tin đồn cũng cho biết, có thể Galaxy Note 5 sẽ trang bị màn hình 4K, mức phân giải đột phá trên một thiết bị di động ở hiện tại. Chưa rõ liệu những thông tin này có phải là sự thật hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.